Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe và những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Theo nghiên cứu, lá trầu không có tính kháng khuẩn, chống oxy hóa, đặc biệt trong lá trầu không chứa chất tannin, chất có tác dụng làm lành vết loét, tiêu diệt vi khuẩn, tụ cầu gây bệnh. Chính vì thế, vị thuốc từ tự nhiên trên được dùng để chữa một số loại bệnh về dạ dày hiệu quả. Và ở video ngày hôm nay, tạp chí Đông y lại xin được chia sẻ và hướng dẫn các bạn cách chữa đau dạ dày ngay tại nhà bằng lá trầu không. Đau dạ dày là bệnh thường gặp khi dạ dày bị tổn thương như viêm, loét. Người bệnh thường gặp một số triệu chứng như buồn nôn và nôn, chán ăn, ợ nóng, ợ chua, đau rát vùng thượng vị. Nhưng triệu chứng trên ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Giờ hãy chuẩn bị một số nguyên liệu như sau và chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Đầu tiên là 500ml nước lọc. Không thể thiếu đó là lá trầu không, các bạn chuẩn bị từ 5 đến 6 lá là được. Giờ các bạn hãy rửa sạch lá trầu không đi nhé. Sau khi rửa sạch, giờ các bạn thái nhỏ ra. Chuẩn bị một cái bát có sẵn một chút nước lọc, các bạn cho vào một muỗng cà phê muối trắng hạt nhỏ, sau đó khuấy đều lên. Sau khi muối trắng hòa tan vào trong nước, tiếp tục các bạn cho lá trầu không và ngâm. Chúng ta sẽ ngâm như thế này khoảng tầm 5 phút để loại bỏ hết độc tố và bụi bẩn. Như vậy mình đã ngâm được 5 phút, giờ mình vớt ra một cái đĩa. Dùng một cái chảo và các bạn cho lá trầu không vào. Các bạn rang và đảo đều tay cho tới khi lá trầu không teo lại là được. Chuẩn bị một cái bếp và một cái nồi, chúng ta sẽ đổ 500ml nước đã chuẩn bị vào. Giờ cho lá trầu không vào. Các bạn đậy vung lại và đun nhỏ lửa tầm 15 phút là được. Như vậy là mình đã đun sôi được 15 phút, giờ mình tắt bếp đi, sau đó mở vung ra đợi cho hỗn hợp nguội. Và đây là nồi hỗn hợp của chúng ta sau khi mình đã để nguội bớt đi. Dùng một cái bát và một chiếc lọc như thế này. Mình sẽ đổ nồi trầu không ra để lọc lấy mình phần nước thôi nhé. Như vậy là đã xong, rất đơn giản phải không các bạn? Chỉ cần vài lá trầu không là chúng ta đã hoàn toàn có thể tự chữa bệnh đau dạ dày ngay tại nhà. Và cách sử dụng như sau. Với 500ml nước trầu không thì các bạn sẽ chia ra uống làm 3 lần trong một ngày và uống sau bữa ăn tầm 1 đến 2 tiếng các bạn nhé. Nếu muốn có hiệu quả cao và nhanh nhất thì các bạn sẽ uống hàng ngày. Các bạn cũng có thể làm nhiều, sau đó cho vào một chiếc lọ đậy kín để ở ngăn mát và dùng dần. Nhớ là lúc dùng thì các bạn sẽ hâm nóng lại rồi uống nhé. Và một liệu trình điều trị là 10 ngày.
Như vậy là chỉ với lá trầu không, mình đã chia sẻ xong cách chữa đau dạ dày ngay tại nhà. Mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.